Rồi nha. Hello, Rachel chưa xin được gửi lời chào đến tới tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Việt Mỹ Channel. Thưa quý vị, không biết là trước khi mà Rachel giới thiệu thì quý vị nhìn ở đây có nhận ra là ai không ạ? Để lại bình luận dưới đây đi. Nếu mà chưa nhận ra là ai thì Rachel có để cái tên ở đây nè. Thưa quý vị, đó là chị Michelle Hằng My Lê. Chị là ái nữ của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, là người hùng Xuân Lộc. Khi mà chúng ta nghe đến tên Lê Xuân Đảo thì ai cũng nhận ra được là người hùng của Xuân Lộc. Rachel xin được gửi lời chào đến chị Hằng My Lê Chen. Hello Rachel, chị cũng lâu lắm mình không nói chuyện với nhau, nhưng mà bữa nay chị được cơ hội nói chuyện với Rachel và chị cũng chào khách của Ray, quan khách của Rachel. Hello tất cả mọi người. Dạ, yeah. Chào chị. Thưa với quý vị là trong những cái video trước thì Rachel có duyên gặp chị Hằng My lần đầu tiên ở bên Texas. Lúc đó là đi một cái hội nghị thì trong cái ngày hôm đó mình gặp xong một buổi chiều là chụp chị là phỏng vấn liền. Quý vị thấy ở đây nè, thật ra nhìn hình thì rất là tươi. Cái này là trước khi mà cái buổi livestream, tại vì cái này là khúc đầu, rồi sau cái khúc sau đó là tới cuối ngày thì mới livestream. Lúc đó cái mặt ai cũng mệt tơi tả hết rồi. Nó 11 giờ chị ha, bây giờ vẫn lo chị để mà phỏng vấn nhớ, yes. Đúng không? Actually cái đó lúc đó là 12 giờ bên Eastern Time, còn 11 giờ là bên đó Rachel. Nó behind một tiếng, thành ra mình lúc đó mình cũng kia lắm rồi. Dạ, yeah. Nhưng mà nó được cái là nó rất là tự nhiên, cho nên em thích cái yeah. Video đó rất là giá trị. Dạ, yeah. Quý vị nào mà chưa xem video này thì quý vị có thể là vào xem lại nha. Phỏng vấn Michelle Lê, con gái của Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Rồi xong rồi sau đó thì về hai chị em có hẹn với nhau và chúng tôi có hai buổi phỏng vấn liên tiếp. Ở trong đó thì quý vị có thể là xem lại, đây cũng là phỏng vấn con gái Thiếu tướng Lê Minh Đảo, rồi phỏng vấn con gái Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Nhưng mà cái video nó có chú thích dài hơn, nhưng mà ở đây Rachel chỉ có screenshot lại được một khúc này thôi. Nhưng mà quý vị có thể là vào xem lại. Nhưng mà sau những cái video này đó thì Rachel với chị Hằng My có nói chuyện là sẽ phỏng vấn, đặc biệt là trong cái thời gian tù đầy ở tù cộng sản. Quý vị biết đó, cái thời mà sau khi cộng sản vào đó thì cái cuộc sống người dân ở ngoài người ta cũng rất là khổ rồi, huống hồ chi là ở tù cộng sản, đúng không ạ? Thì trong cái video này thì chị sẽ kể rằng là cái điều đã giúp ba của chị, đó là Thiếu tướng Lê Minh Đảo, vượt qua những cái ngày tháng đen tối trong tù cộng sản. Rồi xin mời chị. Dạ, yeah. Chào Rachel nữa. Bây giờ mình thì Rachel hỏi question thì chị sẽ ráng chị trả lời cho Rachel biết hết những cái gì ba chị kể. Chị có giữ những cái cassette tape ba chị nói và chị cũng có ghi ra trong cuốn sách của chị bằng tiếng Anh cho người ta hiểu. Vì cái ba chị mà vô đạo thì cái đó là một cái chắc Chúa chỉ đường, hay là Chúa đã chosen ba chị rồi từ hồi xưa lận, nhưng mà chắc ba chị không biết. Cũng giống như từ chị đâu có biết là chị sẽ vô đạo. Đúng rồi, đúng. Đi vượt biên á thì mới bắt đầu biết. Tự nhiên mình qua đây là mình vô đạo. Dạ, yeah. Nhưng mà trước khi mà Thiếu tướng Lê Minh Đảo vào tù cộng sản thì lúc đó là chưa có vô đạo đúng không? Không, lúc đó là ba chị lên đạo Phật. Đạo Phật, à. Rồi trong một cái cơ duyên như thế nào là, tại vì trong cái video trước mà chị nhớ rằng hỏi về cái cuộc sống ở trong tù thì quý vị biết là rất là cực khổ. Thì chị hỏi cái điều để mà giúp cho Thiếu tướng Lê Minh Đảo vượt qua thì chị nói rằng là nhờ cái đức tin, ba chị tìm được Chúa và nhìn nhận được Chúa trong cái thời gian ở tù. Thì em cũng muốn nghe cái câu chuyện đó bắt đầu như thế nào, ba chị biết đến Chúa, rồi cái thánh giá mà ba chị tìm được nữa. Cái câu chuyện đó rất là hay. Thì ba chị hồi xưa đó là nhà bà nội ở gần một cái nhà thờ với là một cái nghĩa trang, nghĩa địa đó. Thì ba chị kể là lúc đó hồi nhỏ đó là ba chị hay đi vô, ba chị nói là cái ngày tháng 11 Tây thì người ta hay đi ra mộ, những người mà công đạo công giáo người ta đi ra mộ, người ta đốt đèn cầy đó với chú. Đúng rồi. Thì ba chị với là chú Năm Lê Hằng Minh hay đi ra theo rồi coi, rồi những người nào mà ba chị thấy không có được đèn cầy là những người đó không có được thăm viếng á. Dạ. Thì ba chị mới lấy mấy cái đèn cầy của mấy cái người kia, ba chị với là chú Năm bỏ lên những cái mộ không có được đèn cầy. Đó, dạ. Đó là hồi xưa rồi nha, lúc đó còn nhỏ. Rồi ba chị kể mà
ba chị được cái kết hên là mấy lần luôn, là được Chúa giúp đỡ. Nhưng mà chị sẽ bắt đầu chị kể lại từ đầu ha. Yeah. Hồi lúc mà ba chị ở trong tù Yên Bái á, thì không chưa có vô đạo. Tù đó là cái tù mà nó ở chung nhiều người và rất là cực khổ, hành hạ nhiều lắm. Rồi ba chị bị nhiều trận mà không có chịu nổi, như nó đánh đập hay là nó hành hạ mấy chú ba chị rồi. Thì mấy người đó thì chỉ biết là thôi bây giờ mình chỉ cầu xin thôi, tại vì cái tuổi cộng sản này nó như là một con thú vật vậy đó. Nó hung dữ, nó mà tụi này trẻ lắm, cái tuổi mà coi trong tù á, Rachel rất là trẻ. Nó chừng 19, 20 tuổi, 21 tuổi à, mà tự nhiên cấp lớn kêu nó là cấp của tụi Lê Duẩn rồi đó. Kêu nó cứ hành hạ mấy người này từ từ người ta sẽ chết. Yeah. Thành ra ba chị bắt đầu cũng còn xin trời Phật, lúc đó chưa có vô đạo Chúa. Thì khoảng chừng năm 1979 á, trong vòng 78-79 thì ba chị lúc nào cũng cầu xin hết á, cầu xin Chúa. Ngộ cái là ba chị chưa vô đạo. Okay. Ba chị cầu xin Chúa cho tụi chị, mẹ chị là bà Trần Thị Bích Liên với 9 đứa con được đi vượt biên. Nhưng mà ba chị không có dùng cái chữ vượt biên. Ba chị cầu xin như vậy nè, ba chị nói là cầu xin là cho vợ với con. Chị có thâu đàng hoàng cái gì á, chị có thể sau khi chị share cho Rachel nghe cái phần được được thấy, nhìn xa thấy rộng đó. Ba chị nói cái câu đó, ba xin Chúa như vậy. Tại vì nhiều khi mà ba chị kể ví dụ cho những người trong tù ở chung mình không có biết, ba chị nói là ba chị không có phê bình ai, nhưng mà ba chị không có dám nói là ba chị cầu xin cho vợ con ba chị được đi vượt biên, không có dám nói cái chữ vượt biên. Thì bà chị nói là nhìn xa thấy rộng đó. Thì cứ cầu xin hoài. Thì năm 1979 tự nhiên ba chị bác Nhi, bác Đức, bác Phát, với lại một bác nữa chị quên tên rồi, bị đi cách ly. Yeah. Ở một cái trại khác, trại như là chị nhớ Hà Tây hay là Nam Hà gì, một trong cái trại đó, để chị phải nhớ lại từ cuốn sách chị nhí cũng là 2 năm nay rồi. Thì trong cái tù đó thì có 5 ông thôi, là ba chị là người thứ 5 có thể chia sẻ nói chuyện với nhau được. Từ cái tù Yên Bái thì nhiều người quá không có nói chuyện được. Thì trong cái tù đó ba chị mới nói là, ba chị kể là mấy người đó muốn, ba chị muốn vô đạo. Ba chị không có cần biết là vô đạo Protestant hay là Baptist hay là Catholic. Ba chị chỉ muốn vô đạo là vì ba chị được cái tin rất là hay của cô Úc. Cô Úc là người em Úc của ba chị đi vô thăm ha. Vô thăm ba chị và được bà ngoại của chị vô thăm, nói lén là tụi chị đi vượt biên được rồi. Tụi chị đi vượt biên được rồi. Thành ra ba chị mới cảm ơn Chúa. Mà ba chị quỳ xuống khóc. Tại vì ba chị nói là Chúa ban ơn cho ba chị một cái gift. Kêu bằng gift chị tiếng Việt, chị đã được như một cái một cái hồng ơn, một cái được ban ơn. Rất là lớn mà ba chị không có ngờ là tụi chị đi vượt biên được mà thoát được. Và cô Úc có cho coi cái hình chị, người em Úc của chị là em trai Lê Hằng Minh Dũng và người em gái Úc là Lê Thị Bích Chi, ba đứa được vô đạo. Mà ba chị được coi cái hình mà tụi chị được làm baptize bữa đó, được rửa tội. Yes. Ở nhà thờ. Thành ra ba chị mừng, ba chị rớt nước mắt đó. Rachel, ba chị nói là ba chị quỳ xuống như là cảm ơn Chúa. Thì lúc đó ba chị cũng như là xin Chúa đó, bây giờ đó con của con với vợ của con, gia đình được qua khỏi cái đời sống mà của cái tuổi cộng sản này rồi. Thành ra ba chị muốn vô đạo. Mà lúc đó trong cái trại này nè, là cái khu F ba chị ở đó là khu cách ly. Là nó như là nó có những cái phòng cách ly cho những ông tướng, với là những cái người mà nó giữ mà nó không có cho
đi ra ngoài, nó không cho ai vô thăm, nó cũng không cho ai đi ra, nó không cho ra mà cũng cho vô nữa đó. Thì ba chị kể là trong đó thì ba chị có gặp biết Bác Di, Bác Trần Bá Di là một ông tướng nữa, Bác Di cũng là đạo, có đạo Chúa. Thì ba chị mới nói Bác Di là ước gì tôi bây giờ được vô một cái membership, để như là cái membership, ba chị nói bằng tiếng Anh, membership là tại vì muốn vô cái đạo mà không có được cái cách nào mà được vô đạo, tại vì muốn trả ơn Chúa lại. Thì đó, muốn muốn tạ ơn, trả ơn Chúa là đã cho tụi chị được đi vượt biên. Thì ba chị nói là lúc đó ba chị cũng nghe cái phòng kế bên, tại vì cái cách ly này là cái mấy cái phòng cách ly này ba chị nói là nó xây ngộ lắm, nó lấy một cái tù lớn nó xây mấy cái tù nhỏ ở trong, mà cái tù nhỏ trong chị kể trong cái sách đó rất là nhỏ, Rachel, năm người nằm đụng cái tường, cái chân đụng cái tường này, cái đầu đụng tường kia ha, mà chỉ có một cái cửa sổ, cửa sắt. Thì kế bên cũng có một cái như vậy, nó xây 6 cái như vậy đó, Rachel. Mà hình như là Chúa sắp đặt, ba chị nói, tại vì ba chị mới nghe là bên cái tường kế bên nghe những cái người tiếng nói xì 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 xì, nhưng mà ba chị không biết ai. Thì ba gõ cái tường đó, ngộ cái ba chị với lại mấy bác gõ cái tường, rồi ba chị mới hỏi, nhưng mà mấy người bên đó không trả lời. Tại sao? Là tự vì mấy người bên đó không biết cái đó là thật, người thật hay là người tù thiệt hay là tụi cộng sản nó giả bộ Đúng rồi, không biết ai. đó. Thì ba chị nói là cứ cứ làm như vậy mấy tuần, cứ gõ gõ nói là tôi là ông tướng Lê Minh Đạo, rồi ông tướng Trần Bá Di, vậy vậy đó, thì cũng không trả lời nha, Rachel. Một thời gian rất là im lặng. Thì sau mấy tuần sau tự nhiên gõ lại, mà nói chuyện bằng code không nha, code đó Moscow. là nói chuyện bằng cái chữ mà mình không có nói tôi là ông tướng Lê Minh Đạo hay là tôi là ông tướng Trần Bá Di, phải nói cái cách khác. Thì tự nhiên cái bên tường bên kia có người trả lời, mà trả lời là người đó là ông cha đạo Công giáo. Mà trong cái phòng kế bên mà giữ kế bên cái tù ba chị mà cách ly, phòng ba chị là khu F đó, trong cái khu đó, cái đó trong đó ba chị nói có mấy ông cha, là ba ông cha trong đó, mà ba ông cha trong đó mà đã là giúp ba chị vô đạo là ông cha Phan Phát Quờ, là Godfather của ba chị. Ok, cha Thiện và cha Tuấn là những cái người đó sau đó làm lễ cho ba chị, rồi viết cái kinh thánh rồi đó, như là Our Father rồi Đúng rồi. Hail Mary, những cái đó để cho ba chị mỗi tuần phải tập cái đó. Ok, thì bây giờ trước khi chị kể cái chuyện hấp dẫn thì chị kể ngược lại, chị đi ngược lại chút xíu ha. Tại sao lúc mà ba chị trong Yên Bái, ba chị có gặp một ông tướng là tướng Quảng ở cùng cư xá Sĩ Quan Chí Hòa với ba chị. Ổng lén đem vô được cuốn kinh thánh, cái kinh của Chúa, nhưng mà ổng là Protestant, hay là chị nhớ là ba chị nói là ổng là Protestant. Thì cái cuốn thánh đó thì cũng y chang một cuốn thánh kinh, cái Bible là cũng giống như nhau, thì ba chị đọc mà phải giấu, là tự vì tụi cộng sản nó không có tin Chúa và Nó mặt vô trời gì thần. hết, Đúng nó rồi. chỉ thờ cái thằng Hồ Chí Minh thôi đó. Đó, thành ra mấy người đó sợ. Thì ban đêm á, ba chị kể ban đêm á ba chị mới đọc cuốn đó, mà ban đêm á tối lắm, mà mắt ba chị đã bị có problem từ lâu rồi, nó kêu bằng macular degeneration, nó làm mờ mờ, ba phải cần thuốc mới uống. Mà tự nhiên ba chị bắt đầu đọc cuốn Bible đó, cuốn kinh thánh đó, Cũng kinh thánh. mà ba chị đọc cái phần đầu là gì đó, Old Testament đó, Cựu ước những cái Old Testament đó, Cựu ước ba chị bắt đầu mê lắm.
Mà ngộ cái đó là ba chị trước khi đọc, ba chị nói mắt con yếu lắm Chúa. Chúa xin cho con đọc để con hiểu, để con thấy. Mà nhờ ba chị cầu xin cái đó đó cho Rachel. Wow. Mà tự nhiên ba chị đọc, ba chị thấy, ba chị hiểu. Mà cái đèn đó nha, ban đêm á, ba chị nói cái đèn con cóc, đèn con ốc là cái đèn nhỏ nhỏ mà nó mờ mờ. Yeah. Thì ba chị bắt đầu đọc, đọc từ Old Testament đến New Testament. Mà ba chị đọc đó, mà ba chị mê giống như là tiểu thuyết vậy đó. Ba chị nói, ba chị đọc mà ba chị mê không có bỏ xuống được. Yeah. Mà mỗi lần buổi sáng là phải giấu, tự gì không có cho nó biết là mình có cuốn sách này. Tự gì biết đó là bắt quản cũng bị problem, mà ba chị cũng sẽ bị hành hạ, bắt quản cũng bị hành hạ. Wow. Thì lúc mà ba chị đi vô mà cái trại cách ly đó, khu mà bằng F, ba chị có xin bắt quản cho đem cuốn sách đó. Thì ba chị đọc thêm trong đó, càng đọc ba chị càng mê, càng cảm ơn Chúa. Mà ba chị nói mỗi lần ba chị đọc ba chị khóc. Yeah. Tại vì ba chị không ngờ cái kinh thánh, kinh những cái ông thánh, những cái chuyện mà về ông Job, những cái chuyện về ông gì David, Daniel rồi đó, vua David. Những cái người đó là những cái người đánh giặc đó cho Rachel. Đúng rồi, đúng thành rồi. Thành ra ba chị khóc. Xin lỗi chị uống chút xíu nữa. Dạ dạ không sao. Thưa quý vị, là Rachel cũng muốn nói thêm ở đây, quý vị hình dung lại, tưởng tượng là trong cái thời gian đó là Thiếu tướng Lê Minh Đảo, là sau khi mà Cộng sản nó vào thì nó bắt ông bỏ tù. Là lúc đó mình không biết vợ mình như thế nào, con mình như thế nào. Và sau đó thì quý vị nghĩ nếu mà mình là người cha, mình có cảm giác rất là lo, không biết là cuộc sống của họ có bị đầy ải lắm hay không, bị hành hạ lắm hay không. Tại Cộng sản này nó quá ác đi. Còn gia đình của mình là gia đình của Việt Nam Cộng Hòa, mà vợ con của tướng nữa. Thì sau khi mà ông nhận được cái tin là vợ con của mình an toàn rồi, đến được cái bến bờ tự do rồi, thoát được Cộng sản rồi, thì quý vị nghĩ rằng cái cảm giác hạnh phúc nó dâng trào đến cỡ nào. Chính vì vậy mà ông cảm thấy là trời ơi, tại sao là con được cái hồng ân như vậy, và con muốn tìm đến Chúa, con muốn tạ ơn Chúa cho những cái gì mà Ngài đã ban cho cuộc đời của con. Nhưng quý vị thấy là lúc đó là khi mà mình biết được vợ với con của mình đi rồi, đi được rồi, mình bớt sợ đi. Hay là cái giống như là cuộc đời của mình chết mình không sợ, nhưng mà mình sợ vợ hay con của mình bị cái gì. Thì quý vị khi mà chủ nghĩ đến nó cũng nổi da gà đó quý vị. Rồi mời chị tiếp. Rồi ba chị kể đó là một khi mà ba chị biết ba chị con ba mẹ chị với chị được vượt biên rồi đó Rachel. Yeah. Ba chị bắt đầu là tin tưởng Chúa. Yeah. Okay. Là tìm cách để được vô đạo. Mà ba chị có nói á, trước khi mà biết cái ông cha bên tù nằm cái phòng cái bên đó, ba chị có nói là nếu mà vô được đạo, có một ông cha hay là bác hay là ông pastor nào mà đạo Baptist hay đạo Protestant hay đạo Công giáo thì ba chị cũng vô, tại vì cái đó là cũng là tin Chúa. Nhưng mà ai ngờ đó là ba chị được một cái số hơn nữa, đó là cái số ở trên Chúa ban cho ba chị, đó là gặp được ba ông đạo Công giáo, người Công giáo, linh mục đạo Công giáo. Dạ, thành ra ba chị nhiều khi ngồi kể Châu, Rachel mà nghe cái video của ba chị về cái thánh giá, ba chị im lặng, tại vì ba chị đang khóc lúc ba chị kể cho chị. Thử gì mà ba chị very emotional, là không có ngờ vậy. Ok, rồi bây giờ chị kể tiếp lại. Thì ba chị đọc mấy cái cuốn thánh thì ba chị coi giống như là một cái tiểu thuyết, ba chị mê lắm. Đó, rồi xong lúc mà bây giờ trở lại cái khúc mà ba chị bắt đầu gõ tường để nói chuyện với ông thánh, mấy ông cha, mấy ông cha linh mục. Ba chị xin là có thể là cho ba chị vô đạo được không? Để rửa tội cho ba chị được không? Thì cái arrangement đó cũng không có dễ đâu Rachel. Đồng thời vì cái tường mà mấy cái chỗ ba chị ở đó, mấy cái gì đó, cái tù ba chị ở đó, thì mấy cái tường nó cao cũng chừng, ba chị kể là khoảng chừng 7 feet. Okay, 7 feet cao, nhưng mà nó không có che ở trên. Nó chỉ là nó cắt từng phòng vậy đó. Thì ba chị mới lấy
như là cái ghế ba chị nói một ngày buổi trưa lúc tụi nó ngủ á, ok, tụi công an tụi nó ngủ á, thì tự nhiên ba của chị với là mấy chú đó không có được đi ra làm việc ở ngoài tự gì đó hard labor đó Rachel, yeah. Thì cái chỗ này là chỗ cách ly không, yeah, ra được mà cũng không vô được, yeah. Và cái này là tụi công an mà nó hành hạ ba chị dữ lắm. Dạ. Yeah. Ok. Ba chị với mấy chú mấy ông tướng đó, rất là hành hạ. Không có thể kể nói được. Mà hành hạ nhiều nhất là mental. Đúng rồi. Mental. Cái tinh thần, cái tâm lý của mình đó. Yeah, yeah. Yes. Yeah, yeah. Đó. Thì ba chị arrange với lại ông cha đỡ đầu là Phan Phan Phát Quần. Bác, yeah, cha Quần. Với cha Thiện và cha Tuấn, ba chị mới leo lên cái ghế, dạ, yeah, nhờ mấy chú bên kia bên ba chị đẩy ba chị nhảy qua cái tường. Qua cái tường bên đó, ông cha Quờ là làm đỡ đầu cho ba chị, vì mỗi lần Rachel vô đạo là được phải có một cha đỡ đầu, có một cha đỡ đầu, yes, dạ, yeah. Rồi cha Tuấn, cha Thiện bắt đầu làm cái lễ. Mà ba chị nói cái lễ không phải là lễ đâu nha, cũng một, gần một tiếng mấy đó. Ồ, là nguyên một cái lễ luôn à, yeah, là một cái thánh lễ, dạ dạ dạ. Rồi á, cha Quần đặt tên cho ba chị Saint Louis. Saint Louis là một ông vua, ông vua bên Tây, mà ông vua đó là rất là giỏi mà rất là thương người. Thì ba chị kể là ông cha Quần ấy đặt cho con tên này để mai mốt á, thì con cũng như là become a better person á, ok, là con phải chống lại những cái gì mà không phải, không đúng, chống lại những cái ác, đã cái ác gia thì là chống lại tụi cộng sản, đó, thành ra ba chị mới được cái tên là Lewis. Wow. Thì sau khi bát thai xong rồi vô đạo, nhưng mà không có được ăn bánh thánh, là tự nhiên không có bánh thánh trong đó, yeah, cho biết không, thì mới đẩy ba chị đi ngược lại trong cái tường, phải leo qua tường lại. Cho Rachel mà nghe ba chị kể mắc cười lắm, cũng thấy mắc cười mà cũng thấy rất là tội. Thì cha Tuấn là người làm lễ, mà cha Thiện thì là người mà viết những cái thánh đó, kinh thánh cho ba chị, kinh, để ba, yeah, chị mỗi ngày ráng đọc kinh, mà Our Father, Hail Mary, The Lord is my shepherd, mấy cái kinh đó đó. Yeah. Cái gì thì Rachel dịch lại trong tiếng Việt. Gọi thưa quý vị, gọi là kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, rồi kinh Sáng Danh. Nè. Yeah. Và cũng kinh của Đức Mẹ nữa là, yeah, không biết tiếng Việt nào, ví dụ bằng Hail Mary Full Grace. Là kinh Kính Mừng á, kinh Kính Mừng. Kinh Kính Mừng. Ok. Yeah. Đó thì ba chị cứ mỗi chủ nhật là ba chị cứ đọc mấy cái kinh đó. Cũng như ba chị làm lễ một mình cho ba chị, yeah, mà yeah, mà được nghe mấy ông cha bên đó được nghe ba chị làm lễ một mình, như đọc, nhưng mà không có dám đọc lớn, là tại vì cái thằng cộng sản, cái thằng nó ngồi ngoài phía trước, yeah, đó, nó kêu bằng công an chứ không phải là cộng sản, thằng công an nó ngồi phía trước cái phòng đó, rồi nó coi sáo cái tù, cái phòng mà cách ly mà chị kể, thành ra phải ba chị phải nói như là nhỏ, mà cũng gõ tường qua để cho mấy ông cha biết. Mà thấy tội lắm Rachel. Ngồi nghĩ lại thì ba chị cũng được Chúa ban ơn. Mà rồi cái thánh giá, giờ bây giờ chị qua cái thánh giá. Sau khi mà tụi chị đi vượt biên được đó, thì cô, yeah, vô thăm á, thì ba chị có một người cô tặng cho cô Út cái thánh giá này, kêu cô Út ráng đem vô trong tù cho ba chị. Mà cái đó là nguy hiểm lắm, nếu mà ra vô mà đem mà nó xét á, có chuyện gì thì cô Út cũng sẽ bị tụi nó hành hạ. Đúng rồi, bị nó đánh hay là, dạ, nó bắt, nó quấy rối. Lại, dạ, thì cô Út cũng cho ba chị cũng ráng đem vô mà qua được, thành ra cũng như là một cái ơn ở Chúa chỉ đường, chứ không có thể nào mà đem vô được. Chỉ có Chúa chỉ đường, Chúa chọn người thôi. Đúng rồi. Đem vô được. Ba chị kể cái thánh giá đó, một lần ba chị đeo cái thánh giá đó, thì ba chị đi lên tắm ở trên cái suối,
thì cái thằng công an trò nhỏ này nó cũng như nó đi canh mấy người đi tắm rồi nó make sure là mình không có chạy đi giật đi bỏ chạy vậy đó. Thì ba chị bữa đó không biết tại sao ba chị đeo cái thánh giá đó, thì nó thấy thì nó có cái súng á, cái cán súng nó phục ba chị phía sau, Nó đánh. đánh ba chị phía sau. Xong rồi nó cái thánh giá đó không biết nó làm sao mà cái thánh giá nó rớt, như nó giật một cái gì chị không nhớ, chị phải ấy, nó làm sao cái thánh giá nó rớt xuống cái chỗ mà cái chỗ mà cái nước mà có xối rồi đó, Cái dòng có suối. đá rồi đó. Thì nó nằm nó cái rớt ở đó thì ba chị không có tìm được, tại vì nó bắt giống như là đi về đó, thì ba chị ráng mò mò, tại vì nước nó đâu có trong đâu đây cho, ba chị ráng mò mà không thấy tìm được. Thì ba chị về ba chị buồn lắm khóc á, ba chị cứ nói là bộ chúa bỏ con rồi hả, ba chị nói gì đó, chắc chúa quên con, chúa bỏ con hả, tìm không được. Rồi mấy tháng trở lại, mấy mấy ngày sau trở lại tắm chỗ đó cũng không tìm được đây cho. Sau khi cũng như mấy tháng sau tự nhiên ba chị cũng trở lại cái chỗ đó, thì ba chị ngồi xuống đang đứng hay ngồi gì đó chị phải coi lại, thấy cái bóng mà cái ánh sáng từ nước nó cứ chiếu chiếu lên đây trời, mà ba chị không có biết tại sao mà cái ấy nó cứ là shining tới ba chị, giống như Cái ánh nó sáng nó reflect chiếu, nó chiếu vô mắt, nó đập vô nó cái mắt chiếu của vào mình. mặt hay là chiếu vào người chỗ. Cái ba chị mới ngồi xuống từ từ, tại vì lúc đó là tụi công an vẫn còn ở phía sau nó coi mình tắm đồ mà, hay là nó coi mình có làm. Ba chị ra bộ ba chị ngồi xuống từ từ, cái ba chị lấy cái tay ba chị bỏ vô nước, ba chị cứ mò mò dời dời mấy cái đá ra, mà càng dời đó thì không có thấy cái ánh sáng nữa. Thì ba chị mới nói ủa sao kỳ, cái ba chị ngừng thì cái ánh sáng nó trở lại giống như cái nước này, thì chắc ba chị nghĩ là từ lúc mà giờ giờ cùng đá cái nó làm cho đục á, đục cái nước thì nó không thấy. Ba chị ngừng chút xíu cái thấy ánh sáng trở lại, thì ba chị thọt nguyên cái tay xuống chụp luôn sỏi đá gì bùn sình gì ba chụp hết, cái ba chị rửa từ từ á, cái thánh giá nó nằm trong tay ba chị. Cái ba chị khóc khóc ngày đó đó đây, ba chị nói là con tưởng chúa bỏ con rồi nhưng mà chúa không có bỏ con. Khi mà ba chị chết đó, trước khi ba chị chết đó, chị đi thăm ba chị hồi 2017, người chị thâu mấy cái này nè, thì chị ba chị có cho chị coi cái thánh giá này Cái thánh giá đó là thánh giá này đúng không ạ? nè, đúng mà trong đây cho thấy không, cái thánh giá nó bị phai màu bạc màu hết rồi đây cho. Đúng rồi. Mà ba chị lúc mà qua Mỹ dán lại mà cứ rớt, thành ra ba chị để dành, mà trước khi ba chị mất ba chị đưa cho chị cái thánh giá này. Ba chị nói nếu mà con dán được con giữ con đeo, mà nếu mà con nghĩ là đeo không được thì ráng giữ, ba tặng cho con đó. Cho biết đây cho biết không, cái gỗ á, nó bị rất là mục Nó bị nứt ở đây luôn nè. nha, rất là mục, mà cái hình chúa đó phai màu bao nhiêu lần mà ba chị cũng như ráng để restore nó lại đó, để làm lại nhưng mà không có được. Thành ra châu Ray cho thấy ở phía trên nó bị gãy, ba chị dán lại bao nhiêu lần. Thành ra cái thánh giá này của chị nó còn quý hơn những cái gì mà chị có trong đời. Đúng rồi, đúng rồi. Vô giá. Tại vì mỗi lần mà chị có chuyện buồn hay là chuyện mà không có qua khỏi, mà giống như là xui hay gì, hay là những cái chuyện mà ấy, chị hãy cầm thánh giá này chị cầu xin lắm đây cho. Từ chị biết cái thánh giá này rất là linh thiêng. Nếu mà Chúa giúp ba chị qua khỏi 17 năm trong tù, mà mỗi ngày ba chị cứ cầu xin
lấy thánh giá, lấy cái kinh ra đọc, thì chị nghĩ là Chúa lúc nào cũng ở bên ba chị và cũng sẽ ở bên tất cả tụi chị và tất cả những người nào mà tin Chúa. Wow, quá là tuyệt vời. À, quý vị, khi mà Rachel nghe chị kể đến việc là khi mà ông đi ra suối đó có cái ánh sáng dọi xuống, và mình không hiểu là tại sao cứ có ánh sáng dọi xuống đó, mình cứ lụm lên thì lụm lên đá rồi xong mới đầu thì tắt đi, giống như là con đang đúng rồi đó, giống như vậy đó. Rồi xong rồi thì ông không có thấy ánh sáng nữa, xong rồi ông ngưng cái thì ánh sáng tiếp, giống như là có một cái Rachel nghĩ đến là giống như có một cái mầu nhiệm. Chúa nói là con ơi, ta ở đó đó, thà nếu mà cái lòng tin mình đủ thì mình sẽ hiểu được cái ý Chúa và mình sẽ làm như vậy. Thì ông cứ chụp lên chứ quý vị thấy là dòng sông là cát với sình với bùn, không đâu thấy gì đâu, nhưng mà ông cứ hốt một nóng, mà hốt cái đó là hốt cái gì đúng không, nhưng mà không biết vì sao, giống như là ví dụ nghĩ rằng là Chúa thánh thần. Thường thường quý vị nghe đến Chúa thì quý vị nghe là thánh giá là Chúa Giêsu, mà nhiều người quên đi là có một đấng nữa là Chúa thánh thần, thì sẽ cho mình cái cảm giác và cho mình biết cái thánh ý là ồ, con cứ bốc nó lên đi, thì tự nhiên cái tay mình sẽ bốc nó lên đi. Thì ông bốc lên một cái đống ra sình đá, nhưng mà rửa ra thì có một cái thánh giá ở đây mà mấy tháng trời rồi không thấy, nhưng mà ngày hôm nay có ánh sáng soi cho mình để mình lụm lại được cái thánh giá đã mất đó. Trời ơi, hay quá luôn á, quá là tuyệt vời. Dạ, thành ra chị có kể trong cuốn sách chị mà ba chị qua sau này á, thì ba chị hay kể là con nhớ đừng có bao giờ quên Chúa, dù cho con có như là bực mình hay là chuyện nó không có tốt tới với mình, nhưng mà mình cầu xin thì lúc nào mình cũng được bình an, được yên tĩnh, và mình sẽ vì do cái problem đó mình sẽ không có bị rắc rối hay gì. Mà thì chị thấy thật, mà chị đã nói là chị dùng cái thánh giá đó chị cầu xin hoài. Mà lúc sau này á, cháu ngoại của chị là thằng Xuân Lộc đó, mấy lần qua là chị hay kêu nó là ạ Chúa, rồi chị lấy cái thánh giá này á, thì chị hay hung á, bây giờ nó hay lấy cái thánh giá nó cũng hung theo nữa, nó bỏ trên tim đó, thấy thương á. Nó mới có 2 tuổi à, mà chị muốn là cho nó một cái niềm tin. Thì sau này tụi nó lớn thì nếu mà không có một cái đạo thì khó, mỗi lần nó khó qua vượt khỏi những cái chuyện mà khó khăn trong đời đó, Rachel. Đúng rồi. Quá là hay. Thưa quý vị, nếu mà quý vị để ý thì trên cổ của chị Hằng My có một cái thánh giá. Thì trước khi vào chương trình, Rachel nói wow, là không phải là chỉ là trước khi chương trình Rachel mới thấy đâu, mà lần đầu tiên Rachel gặp chị ở Texas, ở Lubbock, Texas, trong một cái event ở trường đại học chuyên về nghiên cứu về lịch sử của Việt Nam đó. Thì bây giờ gặp her thì lúc đó là cái đầu tiên mình nhận định là oh, she have thánh giá giống mình, là mình đã có cảm tình rồi đúng không, tại vì là tại vì khi mà đi ra ngoài mà mình mang thánh giá như vậy, ít nhất là cái niềm tin của mình cũng, mình tin Chúa thì mình mới đeo. Và mình cảm thấy rất rất là bình an, mình thấy là lúc nào cũng có Thượng Đế đồng hành với mình đó. Thì bây giờ đã có ấn tượng rồi, và ngày hôm nay khi mà nghe chị kể về cái chuyện mà điều mà đã giúp cho Thiếu tướng Lê Minh Đạo vượt qua những cái ngày gian khổ như vậy, trong những cái lúc mà đau đớn nhất thì mình đâu có biết kêu đến ai, vợ mình đâu có đó, ba mẹ mình đâu có, nhưng mà có một cái đấng gọi là God đó, là Thiên Chúa đó, để cho mình cầu nguyện. Hay quá. Cho chị pause một chút được không chị? Ok. Rồi, cảm ơn quý vị, tại vì chương trình này cũng là 30 phút rồi, cho nên là chúng tôi xin tạm ngưng trong cái chương trình này, và chúng tôi sẽ quay trở lại trong cái video sau để cho quý vị có thể dễ xem hơn nhé. Rồi, Rachel xin chào chị và hẹn gặp lại chị trong cái video sau.